Tôi rất trăn trở về vòng bụng 110cm dù thân hình cân đối với chiều cao 1m7, cân nặng 72kg. Ngày nào tôi cũng dành ra vài chục phút cố gắng tập bụng nhưng kích cỡ vòng 2 không thể cải thiện. Tôi không nghĩ tôi bị thừa cân béo phì nên vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, không ăn kiêng theo chế độ đặc biệt gì cả. Trường hợp của tôi có cần ăn kiêng không? Tôi nên làm gì để giảm được mỡ bụng? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, như trường hợp của quý thính giả xem truyền hình thì tôi thấy rằng bạn cũng nhận định sai về cái tình trạng dinh dưỡng của mình. Bạn cao 1m70 mà nặng 72 cân, như vậy là chúng ta có thừa cân. Ví dụ như ban nãy tôi hướng dẫn cách tính cân nặng lý tưởng nên có đấy, thì bạn cao 1m7 thì cân nặng nên có là 97-63, là bạn chỉ 63 cân là đẹp thôi, và đây bạn đã 72, như vậy thì đã là thừa đến 9 cân rồi đúng không ạ? Thế thì ở đây thì bạn lại phải thực hiện cái chế độ ăn giảm năng lượng đưa vào và tăng cường hoạt động thể lực để mà giảm cân. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ là vấn đề bạn cũng nên được cái tư vấn chế độ ăn cụ thể để chúng ta đặt ra cái mục tiêu giảm cân. Khi mà anh giảm cân thì đương nhiên cái vòng 2 nó cũng sẽ giảm theo. Và ngoài ra thì bạn cũng rất là chăm các tập các động tác cho khu vực vòng 2 thì tôi nghĩ là nó sẽ hỗ trợ giảm vòng eo được tốt hơn ạ. Dạ vâng.